Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của anh nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi xây chuồng voi nha các bạn. Đó. Thì trong những tập hôm trước thì chúng ta đã có bắt về một em voi. Và đây là cái loại voi châu Phi nha các bạn. Đó. Africa Elephant nha các bạn. Rồi, thì trong cái thời gian mà offline mình cũng đi rất là nhiều nơi luôn. Và ở đây mình cũng có thu phục luôn một cái con voi châu Phi khác nữa các bạn. Bây giờ công việc của chúng ta là dắt nó về nha. Ở bên kia chúng ta còn một con khác nữa kìa, nhưng mà con đó bự rồi. Mấy cái con bự thì chúng ta không có thể thu phục được. Phải dắt cái con nhỏ này về thôi các bạn ơi. Trong thời gian offline thì mình làm rất là nhiều thứ luôn. Đó, đi khám phá nè, cũng như là đi mai các kiểu con là điểu nữa. Rồi, bây giờ là dắt cái em voi này về nha các bạn. Cái quãng đường nó cũng khá là xa đó. Trời đất ơi, lôi nó về. Mình cảm thấy là dắt mấy con voi á, nó thuận lợi hơn là dắt những cái con gấu á các bạn à. Con voi này nó đã được mình thu phục rồi, bằng 10 cái cục đường đó. Đó, nên là chúng nó sẽ ngon ngẩn đi theo mình thôi. Còn mấy con gấu thì nó rất là khó khăn luôn. Rồi. Ồ, trước mặt đây nó có một cái ngôi làng giữa sa mạc nè. Thôi chúng ta sẽ làm lơ nó đi. Mấy cái ngôi làng này thì mình cũng chưa có khám phá nữa các bạn à. Tại vì khi offline mình chỉ đi phiêu lưu được thôi. Đó. Chưa có tiến hành đi vô những cái làng để mà đi mở rương đồ đâu. Rồi bây giờ dắt nó về thôi các bạn ơi. Và wow, trước mặt mình nó có một cái hồ nè. Wow, nhìn khá là xịn sò đó. Chúng ta sẽ cùng đi qua coi thử coi. Ồ, nhìn nó đẹp phải chữ luôn các bạn ơi. Wow. À, chắc về nhà khi mà xây chuồng voi á, mình sẽ xây một cái hồ cho tụi nó nha các bạn. Wow, cái hồ nó chỉ sâu có một ô thôi, nhìn rất là đẹp ha. À, đây chúng ta có một cái con sông nè. Wow, con sông nó khá là loằng ngằng các bạn ơi. Rồi bây giờ kéo em voi này đi qua bên kia thôi. Wow, nó cũng chịu đi theo mình chứ bộ, quá là xịn sò luôn. Đó, kéo nó đi. Ok, lâu lâu thì mình phải nhìn lại ngoài sau các bạn để mà đảm bảo là cái con voi này nó sẽ không bị đứt dây. Wow, mình ở cái chỗ gì mà toàn là sa mạc cũng như là savanna không ha. Trời đất ơi, toàn những cái vùng mà khô nóng thôi à. Savanna. Có voi châu Phi cũng hợp lý quá ta. Rồi, bây giờ kéo nó đi thôi các bạn ơi. Dắt nó đi. À, nó có mấy cái con nai nè. Con nai có sừng luôn, xịn vãi. Ui, mình tưởng là một cái hang nên mình né. Bữa giờ hơi bị nhạy cảm một xíu. Trời đất ơi. Ồ, còn một xíu nữa thôi các bạn ơi. Có con cáo kìa. Trời đất ơi, chắc hôm nào cũng xây cái chuồng cho cáo nữa các bạn à. Rồi, kéo đi tiếp nào. Ồ, có vẻ như chúng ta sắp về tới nhà rồi nè. Ôi, mém tí là rớt xuống cái hồ đó rồi. Đây rồi các bạn ơi, về tới nhà rồi nè. May quá. Khá là thuận tiện luôn. Trời đất ơi, xịn sò nha. Đó, đây là cái lối lên nè. Kéo lên. Hên quá các bạn ơi. Nó chịu đi theo mình đó. Rồi, thêm một bé voi châu Phi nữa nha các bạn. Con này là con voi con thôi, chúng ta sẽ cột nó vô đây nha. Đó, thế là đã có được hai con, hai em voi châu Phi. Thì voi nó có bốn loại luôn các bạn ơi. Đó. Rồi, trước tiên thì mình sẽ giới thiệu đây là một cái con rùa. Nó đã được đặt theo tên của một trong bốn ninja rùa đó các bạn ơi. Đó, trong đây nó khá là thú vị đó. Thì tập hôm nào đó thì mình sẽ tiến hành làm về loài rùa này nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi xây chuồng voi. Với diện tích là 35 x 35 nha các bạn. Xịn sò liền.
Chắc mình sẽ dời mấy cái em voi đi qua bên đây nha các bạn. Dời cho nó đi vô trong này luôn, để mình xây chuồng cho nó thuận tiện một cái. Tháo dây ra. Đó. Và tiến hành dắt nó qua bên này nha. Sơn ơi xin sơ liền. Mình sẽ đập ba cái hàng rào này đi nha các bạn. Đó. Chúng ta sẽ tiếp tục. Mình sẽ chia sổ thành cái loại stone brick này nha các bạn. Đó. Chúng ta sẽ dùng cái loại này luôn cho nó khác biệt một xíu. Thì ở những tập trước các bạn có comment bảo mình nên dùng kiến thay vì hàng rào. Thì chắc tập hôm nay mình sẽ dùng kiến luôn. Mấy cái em voi này thì á, khi mà chúng ta đeo một vài cái vật phẩm như là ngà cho nó để tấn công á, thì nó có thể phá hủy được những cái block nha các bạn. Nhưng mà chắc mình sẽ không đeo cho nó đâu. Mắc công nó phá banh chành tới này nữa. Mình bị thiếu đất hả? Thiếu thì chúng ta sẽ lắp vào lại nha các bạn. Kéo ra thôi. Mới đặt cái block đất mà nó thành cỏ rồi, nhanh vậy. Rồi, kéo ra nào. 5 block luôn đi, đó. Đang bị thiếu đất anh em à. Chỉnh sơ hơn rồi đó. Đó, ngon lành liền. Phòng bên này chúng ta cũng sẽ kéo ra luôn nha các bạn. Khi nào rảnh thì mình sẽ lắp cái sàn này lại. Đó, chỗ này chúng ta cũng lắp bằng đất luôn nha. Rồi, bây giờ chỉ cần kéo ra thôi. Chỉnh sơ rồi đó. Kéo ra, kéo ra. Còn một xíu nữa thôi các bạn ơi. Chúng ta sẽ còn 14 block nữa. Mình sẽ đặt ở chỗ này luôn nha. Đó, xịn hơn rồi đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm cái khung cho cái chuồng này tiếp tục nha các bạn. Đấy. Làm chuồng cho mấy em voi châu Phi. Chỉnh chờ rồi đó. Chúng ta sẽ kéo phòng bên này ra luôn nha các bạn. Đó. Thì cái chuồng voi này á, mình sẽ tiến hành xây cho nó cao 5 ô nha. Cao 5 ô là được rồi. Tại vì mấy cái em voi này nó cũng đâu có cao lắm đâu. Mấy cái block đất dư này thì chúng ta sẽ đặt hết vào trong này luôn nha. Chỉnh sơ rồi đó. Rồi. Bây giờ tạo một cái khung lên trên như thế này nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục kéo ra thôi. Tí còn cái phần slab ở trên nữa. Chúng ta sẽ ốp luôn bằng netherwork nha các bạn. Thạch anh địa ngục. Cho nó sang sang một xíu. Rồi. Ốp lại thêm nè. Mình vừa đi lấy mấy cái slab thạch anh địa ngục cũng như là lấy thêm mấy cái stone brick này nha các bạn. Nãy mình bị thiếu. Rồi. Cho nó cao lên 5 ô nè. Đó, đủ rồi á. Giờ thì tiếp tục kéo qua cho nó đụng cái phần bên kia luôn nha. Kéo ra thôi. Đó, chỉnh sờ hơn rồi đó. Phần này thì mình sẽ tiến hành ốp ở trên luôn nha các bạn. Không nhảy xuống dưới nữa. Chúng ta sẽ đứng ở trên đây ốp luôn. Đó. Sẵn tiện tí mình sẽ ốp mấy cái slab bằng thạch anh địa ngục luôn. Để mà chống quái xuất hiện đó các bạn. Rồi. Kéo qua bên kia. Sắp tới như vậy.
À, tới rồi nè các bạn. Rồi, thế là xong. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành ốp cái phần mái nha. Đây là work slab. Thạch anh địa ngục đó các bạn. Nhìn nó sang sang hơn liền. Đấy. Những cái khúc mà cua như vậy á, chúng ta phải đè xiếp đó các bạn. Mình sợ rớt xuống dưới lắm. Rồi, chỗ này nó cũng sắp tới khúc cua rồi nè. Đó. Rồi. Lại kéo nữa thôi. Đây, tới khúc cua. À, đây rồi. Thấy nó lâu lâu, nãy giờ mà chưa tới. Và đây, đó. Cuối cùng cũng xong cái phần mái luôn rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành ốp thêm stone brick. Đó, ốp như thế này nha các bạn. Chúng ta sẽ ra ba ô nha. Đó. Nhìn cho nó bớt trống trải đi một xíu. Đại khái ba cái ô này như là không gian riêng của tụi nó đó. Chúng ta thấy vừa phải thôi chứ thấy nhiều quá thì tụi nó sẽ bị ngại các bạn ơi. Ok. Còn hai phần nữa đúng không? Phần bên này. Ủa? Bên này nữa. Rồi. Và chỗ này là cái phần cuối cùng nha các bạn. Ốp luôn cho nó xịn sò. Đó, thẻ đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lấy những cái kính cường lực ra để mà ốp vô luôn nha. Thì khi mà đeo ngà voi á, nó cũng có thể phá hủy những cái block như là kính cường lực luôn nha các bạn. Tại vì đây là một cái mod khác, không phải là của MU Creator đó. Nên là nhóm tác giả sẽ tính những cái kính cường lực này là kính luôn. Chỉ có những cái block như là sắt nè, kim cương và obsidian là khi đeo ngà voi cái bọn này nó sẽ không có phá được nha. Còn ngà voi là gì thì một xíu nữa các bạn sẽ được biết nha. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ xây cho xong cái chuồng này cái đã. Đó, đã xong được hai phần rồi. Đây sẽ là phần thứ ba nha các bạn. Thì cái phần cổng cũng như là cửa chuồng á, mình sẽ tiến hành đặt ở phía bên này nha. Đối diện với lại chuồng của những em gấu. À, có vẻ như đây là cái block chính giữa rồi đó. Chúng ta sẽ cùng đi đếm thử xem nó có đều nhau chưa. Rồi, 13 block các bạn ơi. Qua bên đây đếm tiếp. À, bên đây cũng 13 block luôn. Ồ, mình canh vừa y luôn nè. Quá xịn sò luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ kiếm cái loại block nào để mà tạo cái cửa nha. Đó. Để chúng ta coi nên sử dụng cái block loại nào đây. À, với lại chúng ta sẽ ốp glowstone vô cái chuồng này nữa chứ. Block loại nào đây ta? Có rất là nhiều cái loại đá luôn nhưng mà nhìn nó nó giống giống nhau không à. Trời đất ơi. Để mình thử coi dùng cái loại này nó như thế nào nha bạn. Cobblestone thì nó cũng vậy. Để mình thử cái loại stone brick chisel kiểu này nha. Nhìn cái màu nó cũng khác biệt ha. Chắc mình sẽ dùng cái loại này để làm cửa chuồng luôn nha. Nhìn nó xịn sò hơn liền. Trời ơi, quá đã. Rồi. Để mình kiếm một cái carpenter door đã. Hình như mình đã hết carpenter block rồi. Chúng ta sẽ tìm công thức của nó nha các bạn. Carpenter block. Đây. 10 block luôn. Chúng ta sẽ tạo một cái carpenter door trước nha. À quên. Phải đặt những cái carpenter block vào cái ba lô chế tạo chứ. Đó. Sau đó thì mình sẽ tạo luôn bốn cái nút luôn nha các bạn. Thì cái loại cửa carpenter này á không có cần nút cũng được, nhưng mà ở đây thì mình thích
dùng nút đó các bạn. Nút thì nó sẽ tự đóng đóng ra đóng vô cho chúng ta. Chúng mình sẽ ốp bằng work slab luôn nha. Ồ, nhìn nó sang sang liền. Trời ơi, cự trắng anh em à. Rồi, carpenter Boston chúng ta sẽ đặt ở ngoài này và ốp những cái work slab vô luôn nha. Ồ, nút bấm cũng màu trắng luôn nha. Xịn sò chứ. Cái nút này đặt bị nhầm. Đặt ở trong này mới đúng nè. Đó. Khi mà xài cái nút á thì nó sẽ tự đóng lại cho chúng ta các bạn ơi. Còn không xài thì chúng ta có thể dùng bằng tay cũng được. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành ốp mấy cái reinforced glass vô nha. Rồi, chúng ta chỉ cần kéo ra thôi. Kéo ra thôi anh em ơi. Không, mình còn reinforced glass không ta? Đây nè. Tưởng hết nữa chứ. Đó, xong bên này rồi. Bây giờ tới bên này nha. Ôi, chết rồi. Cái loại kính này thì đập ra rất là lâu luôn các bạn ơi. Mình sẽ dùng cái chisel để mà chisel cái này luôn. Đó, cho nó thành cái loại kiến thường á. Rồi chúng ta sẽ dùng những cái vật phẩm nó siêu thích nè để mà đập ra cho nó nhanh. Rồi lại chisel lại thôi. Đó, rất là đơn giản luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kéo luôn cái phần bên này nữa nha. Ta-da! Thế là đã xong phần về cái chuồng rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành ốp glowstone vào trong đây nha các bạn. Rồi, cứ cách ra hai ô phía bên này trước cái đã. Rồi, thì mỗi cái block glowstone nó sẽ cách nhau 7 ô nha. Bên này cũng vậy, cách nhau 7 ô các bạn ơi. Rồi, chính giữa là cái block này nha. Ồ, có vẻ như là mình đã làm thiếu rồi nè. Bên đây nó chỉ có 5 ô thôi. Vậy thì mình sẽ cho mỗi cái block glowstone nó sẽ cách ra 6 ô nha. 6 ô. Đó, và bên này cũng vậy luôn nha các bạn. 6 ô thôi. À, rớt một cục xuống rồi. Thôi kệ đó các bạn ơi. Thế là xong phần một bên đó rồi nha. Bây giờ chúng ta cũng sẽ tiếp tục ốp cái phần bên này luôn nha. Cũng là 6 ô một cái block glowstone thôi. 6 ô một block. Và bên này cũng vậy. Một block chỗ này. Rồi, cuối cùng chúng ta không cần đo có thể đặt được ở đây nữa nè. Bây giờ chỉ cần giống qua là được thôi nha các bạn. Đặt glowstone nó rất là đơn giản luôn đó. Nhưng mà mình phải đặt cho nó đều một xíu. Đó. Nói chung là cho bọn quái nó không xuất hiện thôi các bạn ơi. Để bọn quái nó xuất hiện chung với mấy em voi này thì có chuyện đó. Rồi. Lại tiếp tục giống qua thôi. Quá đơn giản luôn. Rồi, bên này cũng vậy luôn nha các bạn. Chắc xíu nữa mình sẽ xây một cái hồ cho cái bọn voi này nó tắm anh em à. Mình sẽ xây ở chính giữa cái chuồng này luôn nha. Trước tiên đã đặt xong cái phần glowstone này trước cái đã. Ok, và chúng ta chỉ còn một cái hàng cuối cùng thôi. Đây, mém tí là lệch. Và đây là cái block glowstone cuối cùng nha các bạn. Đó. Thì cái hồ này mình sẽ xây chính giữa này nha. Trước tiên mình sẽ mở cho nó thiệt là rộng cái đã. Một cái hồ nhân tạo. Lâu lắm rồi mình mới xây lại cái hồ đó. Ok. Mở cho nó thiệt là rộng ra ngoài này luôn nha các bạn. Bên này cũng vậy.
đều đều chứ ta. Chúng ta sẽ mở rộng ra một xíu nữa đi. Hy vọng sẽ ổn. Rồi, bên này thiếu một hàng nữa đúng không? Đó, vậy có vẻ ổn hơn rồi đó. Ngon lành. Chỗ này cũng hình như thiếu một xíu nữa các bạn. Gỗ sồi bình thường ở chỗ này luôn nha. Cái chuồng này nó có hơi bị thiếu acacia không ta? Để mình nghiên cứu thử xem. Có vẻ như là nó thiếu một cây acacia thì phải. Chúng ta sẽ trồng thêm một cây acacia nữa đó, ở đây nha các bạn. Đó. Nó rậm rạp hơn rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần bón bột xương ở đây thôi. Bột xương của tôi đâu rồi? Đó, bón cho nó trong thật một xíu cái đã. Rồi, chỉnh sơ hơn rồi đó. Bón quanh cái khu này luôn nha anh em. Ok, quá chỉnh luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi gỡ dây cho cái bọn voi châu Phi này nha. Cũng như chúng ta sẽ chặt luôn những cái hàng rào này đi. Một em đã được tự do.
Rồi, và bên đây chúng ta sẽ tiếp tục tháo dây cho em này luôn. À, mình sẽ đẩy nó ra chính giữa đây đi, để coi chừng nó mắc kẹt nữa. Rồi, thế là đã xong chuồng của mấy em voi châu Phi rồi nha các bạn. Quá xịn sò luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi chế tạo những cái vật phẩm phụ trợ cho mấy em voi này nha. Đầu tiên thì mình sẽ tạo những cái yên để mà ngồi lên nha các bạn. Đây, công thức chế tạo rất là đơn giản luôn. Đó, từ những cái da nè, sắt và wool, tức là lông cừu đó. Đó, thì những cái da đen đen này nè, chúng ta có thể lấy được khi mà giết những con gấu nè, những con heo rừng và những con voi nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tạo những cái rương nè. Đó, để mà mang theo mang theo bên mình những cái con voi đó. Rồi, và đây là những cái gác mình, tức là những cái tấm thảm. Những cái gác mình này thì chúng ta có thể đeo cho voi châu Á nha các bạn. Còn voi châu Phi thì không có thể đeo được. Tấm thảm này thì công dụng của nó là chỉ để trang trí thôi. Công thức chế tạo thì rất là đơn giản luôn nha các bạn. Đó, các bạn có thể nhìn từ Not Enough Item này để mà biết được nha. Đó, đã có được một cái tấm thảm rồi. Tiếp theo mình sẽ chế tạo cái một món nữa. Đâu rồi ta? Để chúng ta dọn dẹp đồ lại cái đã. Đồ đẹp nhiều quá chừng quá đất. Mình sẽ vứt mấy cái hạt giống này đi. Đâu có cần đâu. Ok, xịn sò hơn rồi đó. Rồi, tiếp theo đó là cái món cuối cùng, đó chính là cái mái che khi mà chúng ta ngồi lên voi. Đó, công thức rất là đơn giản luôn các bạn. Cái mái che đó chúng ta có thể đeo cho voi châu Á thôi, voi châu Phi không thể đeo được nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chế tạo những cái ngà để mà tấn công. Theo như mình biết này, hồi xưa voi, người ta sử dụng voi để mà tấn công trong những cái cuộc chiến tranh đó bạn. Và đeo ngà cho chúng thì nó sẽ gây được nhiều sát thương hơn. Đó, đây, đây là ngà bằng kim cương nha. Tiếp theo đó là ngà bằng sắt. Công thức rất là đơn giản luôn nha các bạn. Rồi, và đây là ngà bằng gỗ nha. Có 3 loại ngà như vậy thôi. Rồi, thế là chúng ta đã xong được những cái món vật phẩm dành cho mấy em voi rồi. Ngoài ra mình cũng còn một cái nữa, đó chính là cái vật phẩm dùng để tăng thêm một cái chỗ ngồi. Đó, nhưng mà cái vật phẩm đó thì chỉ đeo cho voi Songhua River Mammoth thôi. Đó, còn voi châu Á, voi châu Phi cũng như là voi Mammoth thường thì không thể đeo được nha các bạn. Rồi, đầu tiên mình sẽ tiến hành đeo vật phẩm cho cái em voi này trước nha. Đeo cho một em thôi. Đầu tiên là, đó, yên cưỡi. Quá xịn sò luôn. Đó, đeo yên cưỡi thì chúng ta có thể cưỡi được voi nha các bạn. Tiếp theo đó mình sẽ thử những cái gác mình này. Bấm chuột phải, không được nha các bạn. Chứng tỏ là gác mình chỉ có thể đeo được cho voi châu Á thôi. Đó, khi mà đeo những cái chest thì chúng ta sẽ có được một cái chìa khóa nha. Đó, nhìn rất là đẹp luôn các bạn. Ôi, nhìn đã vậy. Còn đây là những cái mái che khi mà chúng ta ngồi lên trên, cũng chỉ đeo được cho voi châu Á thôi. Rồi, chúng ta thử cởi được em voi nữa các bạn. Đó, mình phải đè nút ship để mà đi lén lút, để cho cái con voi nó ngồi xuống trước rồi mình mới leo lên voi được nha. Hai cái vật phẩm này thì chúng ta cũng không có thể đeo cho voi được. Khá là đáng buồn. Thôi, chắc mình hẹn một dịp nào đó mình thu phục mấy em voi châu Á đi. Rồi chúng ta sẽ đeo hai cái món này cho tụi nó nha các bạn. Đó, đi lén lút như vậy á, thì nó sẽ ngồi xuống và chúng ta mới leo lên được nha các bạn. Quá xịn sò luôn. Đó, có thể di chuyển khá là thoải mái nè. Ôi, đã vậy. Khá xịn, khá xịn. Phê chứ bạn. Cởi voi. Còn
vòng voi này thì mình chỉ có đeo cái yên cưỡi cũng như là những cái rương cho nó thôi nè. Rương thì được được 2 cái. Rồi. Ồ, nhìn đã với chữ. Đó. Mình đè nút ship á, mình đi chậm chậm á thì mấy con voi này nó sẽ ngồi xuống như vậy. Rồi, tiếp theo đó thì mình sẽ tiến hành đeo những cái món vật phẩm cuối cùng cho em voi châu Phi này. Đó chính là những cái ngà. Đó, xịn sò chưa? Để chúng ta có thể tháo ra bằng cách cầm một cái bit axe và bấm chuột phải nha. Hoặc là cầm một cái kéo bấm chuột phải cũng được. Rồi, đây là ngà bằng sắt nè các bạn. Rồi, mình sẽ tháo ra đi. Mình rất là sợ mấy cái con voi này á, nó đi lung tung thì nó sẽ phá được mấy cái block nha các bạn. Chuồng mình thì không có làm bằng sắt nên là mình rất là sợ luôn. Nó phá được hết mấy cái block này luôn đó các bạn. Rồi, và cuối cùng là ngà bằng kim cương. Ồ, các bạn thấy không? Những cái ngà nó có rất là nhiều cái gai. Ồ, cái gai này á, nhùng phá đồ rất là đã luôn. Rồi, đeo cho các bạn thấy gì thôi chứ chúng ta khi mà nuôi voi á mình sẽ không có đeo gì đâu. Đó, nó bị lỗi cái gì vậy? Ủa, cái cọng dây của tôi đâu rồi? À, nó bị lỗi anh em à. Rồi, đại khái đeo cho anh em tham quan một xíu thôi. Để mình coi. Chìa khóa. Dùng để mở được những cái chest nè. Nó được 2 hàng inventory. À, 2 cái chest chỉ là để trường tưng thôi. Trời đất ơi, tôi lại cứ tưởng nó chứa được nhiều chứ. Ai về chứa được có một xíu thôi các bạn, nhưng mà cũng rất là tuyệt rồi. Chúng ta đè nút ship nè. Đó, nó sẽ ngồi xuống cho chúng ta có thể thoải mái để mà cởi các bạn. Đó. Rồi, khi mà xuống một xíu thì nó sẽ đứng lên lại nha. Tiếp tục đè nút ship. Rồi di chuyển chậm chậm. Nhớ nha các bạn, đè ship di chuyển thật là chậm là tụi nó sẽ ngồi xuống cho mình đó. Cái đó người ta gọi là đi lén lút các bạn. Ờ, sao lại không được nữa rồi? Đó, được rồi các bạn. Quá chỉnh chờ luôn. Ồ, ngon lành liền. Rồi, nó đã ngồi xuống rồi nè. Ok, cởi voi nè anh em ơi. Voi châu Phi nha. Thì tập hôm nay mình đã tiến hành xây xong chuồng cho em voi châu Phi rồi, cũng như là giới thiệu với bạn một vài cái vật phẩm mà chúng ta có thể đeo được cho voi nha. Thì có 4 loại voi lận nên là chưa xong với bọn voi này đâu, cũng như cái bọn gấu nữa các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này và like bay Fury Gaming để cập nhật thêm lịch ra video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye. I bleed for you.